Và đây là thành quả nha các bạn, nhìn nha các bạn, nhìn cũng khá là hấp dẫn. Và chúng ta chỉ còn làm vài bước đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một món ăn rất là hấp dẫn, rất là thơm nha các bạn, thơm mùi lạc xưởng. Và mình sẽ chan nước tương và cái vị hồi nãy vào nè các bạn. Wow, và chúng ta sẽ trộn lên nè các bạn, trộn lên, nhìn ngon lắm nha, ăn thử một miếng xem. Tuyết. Hello, chào tất cả các bạn. Và bây giờ Trung sẽ hướng dẫn các bạn làm một món khá là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắt lạc xưởng ra nha. Đây, lạc xưởng này chúng ta không cần chiên luôn, chỉ cần cắt một cái thôi. Các bạn cắt cắt ra như thế này, cắt một cái. Sau đó các bạn cắt cắt ra nhỏ, cắt ra nhỏ từng miếng. Đây, nên mình sẽ cắt ra như thế này. Nó dây nhiều quá các bạn nhớ tách ra, nhớ là cắt cắt càng mỏng càng tốt nha các bạn, hoặc là cắt cho nó bể ra cũng được, không sao cả. Ok, nó càng bể nó càng tốt rồi, đúng tiêu chí luôn. Đó, mình cắt ra bể nha, mình cố gắng cắt bể ra. À, chúc các bạn quay lại, các bạn cắt lại một lần làm sao cho nó nhuyễn ra thì sẽ ok hơn. Tay mình hơi cứng lâu quá, chưa vừa nấu ăn. Tại vì nếu mà không có mẹ mình ở nhà thì mình sẽ nấu, còn còn có mẹ ở nhà thì mẹ nấu hết. Rồi, mình sẽ cắt ra, các bạn cùng xem nha. Đây, nó lộn xộn như vậy là ok đó các bạn, thấy không? Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào vào dĩa. Rồi, mình sẽ bỏ hết vào dĩa nha các bạn. Đó, ok, bỏ hết vào dĩa. Rồi, chúng ta sẽ để một góc như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ làm bắp qua một bên. Đó, mình sẽ để bắp, bắp đã làm rồi mình sẽ để qua một bên. Ok, rất là nhiều bắp nha, làm chắc cũng hơi nhiều rồi, như đây thôi, bắp còn lại đó, khoảng tầm như đây nè. Rồi tiếp theo mình sẽ cắt cà rốt vào. À, mình sẽ lấy này ra nha các bạn, mình sẽ để một bên. Ok, thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ cắt cà rốt. Đầu tiên các bạn muốn cắt cà rốt đều nhau thì các bạn nên cắt làm đôi ra trước. Không phải làm đôi nha các bạn cắt hơi hơi trước vậy nè. Sau đó các bạn cắt làm dấu cộng, cắt thành dấu cộng. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cắt ra nhỏ, mỏng thôi nha các bạn, càng mỏng càng tốt. Đó, nó sẽ như thế này. Tại vì cà rốt nó sẽ lâu chín hơn hơn mấy cái khác, vì nó cũng khá dày á, nên là nó sẽ khó chín, cho nên chúng ta phải cắt mỏng ra từng miếng để dễ chín. Rồi tiếp theo mình sẽ cắt xuống nữa. Ok, các bạn đoán là món gì nha, cho các bạn suy đoán á. Nhớ là cắt làm sao canh cho chuẩn đi, nó không bị bể, cắt mỏng thôi, càng mỏng càng tốt. Rồi như đây thôi, chúng ta chỉ còn cắt như đây thôi được rồi, bỏ đi, không còn làm quá nhiều, làm nhiều quá nó không ngon, mình sẽ bỏ qua một góc. Đây, lạc xưởng mình sẽ cắt thêm một miếng nha các bạn, vì nếu mà ít lạc xưởng quá nó sẽ không ngon, nên mình tiếp tục mình cắt lại thêm một cục lạc xưởng nữa. Ok, cắt đây nè, các bạn cùng xem. Nếu mà cắt lạc xưởng cắt sao cho nó bể nha các bạn.
Rồi nó hơi nhuyễn rồi các bạn, cố gắng cắt nhuyễn nữa. Rồi đó, bỏ vô rồi thấy hấp dẫn rồi đó các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cắt thêm một miếng nữa, cắt cái này. Các bạn biết gì không, cái này là đậu, đậu que nha các bạn, đậu đũa, đậu đũa hoặc đậu que, đậu này đậu que nha chứ không phải đậu đũa. Đậu đũa là nó sẽ nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ làm đậu que nó sẽ ngon hơn cho loại cơm. Cơm này người ta còn gọi là cơm trân châu nhưng mà không phải đâu, nó ngon hơn cơm trân châu nữa, và nó cách nó làm đơn giản hơn cơm trân châu nhiều nha. Rồi nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Rồi đó, sau khi bạn, các bạn cắt xong thì các bạn bỏ vô một góc để xem nó có nhiều không. Nếu mà nó không nhiều thì chúng ta sẽ cắt thêm. Rồi nó rất là ít nha, cho nên mình sẽ cắt thêm. Đây mình sẽ cắt thêm 3 cây này nha. Mấy 6 phút nè. Rồi rồi sau khi các bạn cắt xong rồi, các bạn bỏ vô nè, các bạn sẽ thấy được như thế này. Đây các bạn sẽ thấy được, mình sẽ để bốn cái như thế này, các bạn cùng xem này. Đó, nó bốn cái. Rồi với một thứ nữa, đó chính là cái củ khoai tây nha. Rồi để đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện. Đầu tiên mình sẽ lấy nồi và mình vo gạo khoảng 2 lon rưỡi. Nếu mà gia đình bạn bao nhiêu người đó thì các bạn tùy theo số lượng. Mình gia đình mình có 4 người chứ, 4 người mình sẽ nấu 2 lon. Rồi sau đó mình sẽ vô các bạn. Mình phải đi cười à, mình phải cắt cười. Okay. Ôi, cắt cười. Tôi mất con cắp. Rồi đây gạo đây, mình sẽ vo trước nha, các bạn nhớ đổ nước vô vo trước một lần rồi đổ hết nước ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho từng thứ vô nè các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ này vô đây. Rồi bỏ vô. Sau đó chúng ta sẽ bỏ bắp một bên. Các bạn cứ bỏ bắp xuống. Rồi cái này các bạn bỏ một bên. Đó. Và cái thứ này các bạn bỏ một bên. Rồi nó vẫn còn một chỗ thiếu nè. Nếu mà nó thiếu mình sẽ cho bắp vô thêm. Đây, nhìn nó hơi lộn xộn phải không? Đây, đó được rồi đó. Đó các bạn thấy không? Một bên là lạc xưởng nè, bắp nè, cà rốt nè và cái này cái gì ta? Cái đậu đũa nè. Rồi, bỏ thêm bắp. Rồi ok, sau đó các bạn làm cho nó đều nhau nè. Rồi, sau khi mà đều á xong các bạn đổ nước một lượng nước. Như mà các bạn nhiều hơn, các bạn thường nấu cơm á thì các bạn phải bỏ nhiều hơn. Mà trước khi làm vậy á thì mình sẽ làm lại, mình sẽ có nghĩa là mình sẽ trộn chung vô nha các bạn. Rồi đó, để về cho đẹp thôi. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, đó chính là các bạn đổ nước tương vô, các bạn đổ một lượng khá nhiều nước tương vô. Mình đổ cũng khá nhiều á.
không phải là nhiều đâu, vừa thôi, vừa thôi. Rồi sau khi đổ nước tương vô xong rồi không các bạn, các bạn bỏ bột nêm vô, bỏ khoảng tầm một muỗng bột nêm, rồi đó các bạn rắc đều vô. Rồi tiếp tục là các bạn bỏ thêm nước màu nha, nhớ là nước màu, một ít nước màu. Rồi ok, đó các bạn bỏ một chút dầu, dầu ăn. Thế em mình đang nghe các bạn. Rồi sau khi bỏ xong rồi đó các bạn, chúng ta lấy đôi đũa, lấy đôi đũa các bạn quấy đều. Quấy đều hả? Đúng rồi đó, quấy đều. Ở đây mình không cần làm đẹp nha, mình chỉ cần cần nó nhìn nó ok là được. Đây các bạn quấy đều cho nó ra màu nha, làm sao mình cho nó ra màu á. Rồi quấy đều với gạo, để gạo chút các bạn, khi mà các bạn nấu lên nó sẽ ra màu rất là đẹp, là giống như chúng ta sẽ giống như một món món cơm chiên cơm trâu luôn. Rồi ok nha, bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vô. Sau đó các bạn đổ nước như nấu cơm nhé, các bạn đổ nhiều hơn nấu cơm một chút. Và chúng ta sẽ bỏ cái củ khoai của chúng ta vào, cái củ khoai tây vào ở chính giữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào nồi nha. Bỏ vào nồi, sau đó các bạn đợi khoảng tầm 30 phút thì chúng ta sẽ chín thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt một ít hành nha. Mình không biết ăn hành nhưng mà mình sẽ cắt hành. Có cháu mình nó hơi ồn, các bạn không cần quan tâm nha. Rồi hành thường thường mình sẽ cắt dài ra một tí vì mình không biết ăn đó. Đó. Để chủ yếu là cho nó thơm thôi, với lại nó có kiểu như cơm chiên con trâu các bạn. Rồi mình ăn được hết, lúc trước không ăn được chứ giờ ăn được hết rồi, tạm được chứ nhưng mà hành kiểu này không ăn được nè. Rồi giờ khi mà các bạn cắt xong đó, các bạn bỏ vô như vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắt ớt. Rồi chúng ta sẽ cắt hai trái ớt, là chúng ta sẽ làm nước, thường thường sẽ làm nước tương riêng, nước mắm riêng nha các bạn. Thì để ví dụ có người ăn cay á, thì chúng ta làm riêng để cho họ nêm thêm vị nếu mà không mặn. Thường thường làm cái này các bạn nhớ là làm nước tương mà không phải nước tương bình thường, nước tương mà có tương ớt vô nữa nha các bạn, trộn với tương ớt á thì nó sẽ có một mùi vị rất là lạ và rất là ngon. Giờ mình xuống chọn các bạn làm luôn này, cái này là những món mình đa số mình chế không à các bạn. Rồi giờ sau khi các bạn cắt ớt xong á thì đầu tiên này, đây là cái chén mình sẽ bỏ. Đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ một ít bột nêm vô trước, một ít bột nêm đây, nửa muỗng thôi. Rồi sau khi bỏ bột nêm vô, các bạn bỏ một ít đường nè, một ít đường, nửa muỗng đường thôi, nửa muỗng đường. Sau đó các bạn bỏ nước tương vô. Không phải bỏ nước tương, đầu tiên là bỏ sốt cà nha, nước sốt cà. Sốt cà mình còn một ít để cho nó có mùi vị của sốt cà chua, có mùi vị hơi chua chua của cà chua. Đây chỉ còn không còn nhiều đâu, các bạn còn một ít thôi. Rồi sau khi bỏ sốt cà vào á thì chúng ta sẽ bỏ thêm một chút tương ớt vào, một chút thôi nha. Tương ớt chúng ta chỉ còn bỏ một chút thôi. Chủ yếu là nó cho có mùi vị của. Hết rồi. Chưa còn các bạn, còn một ít, đúng rồi. Chỉ còn một ít thôi. Rồi, một ít tương ớt. Sau đó chúng ta sẽ trộn với ớt này. Mình sẽ lấy ớt này. Ôi trời, lấy sao đây. Đây, mình sẽ bỏ ớt vô. Rồi. Đầu tiên á, chúng ta sẽ quậy trước với cái ớt này nè, các bạn quậy nè. Nhìn nó hơi cay không? Mà không sao đâu, nó phải vậy á. Còn mình sẽ làm một ít nước tương riêng cho những bạn mà không biết ăn ớt. Còn bạn không biết ăn ớt thì chúng ta sẽ làm vậy. Rồi sau khi quậy đều rồi đó, chúng ta bỏ nhiều một lượng lớn nước tương vào. Đây, nhiều lên nửa chén nha các bạn. Rồi sau khi bỏ nửa chén xong rồi, chúng ta sẽ quậy lại. Quậy. Rồi
quậy đều thôi các bạn. Quậy đều. Rồi. Giờ sẽ để chung với cái này. Đó các bạn, thấy không? Đợi một chút, chúng ta sẽ đợi một chút sau khi cơm chín chúng ta bỏ vô nha. Rồi. Đây này các bạn, chín nó sẽ như thế này nè các bạn, nhìn rất là hấp dẫn phong. Wow, wow, rất là hấp dẫn luôn nè. Thấy sao? Ok, sau đó mình sẽ xới lên và mình sẽ để thêm một thời gian nữa. Rồi các bạn cùng xem nhé. Và đây là thành quả nha các bạn. Nhìn này các bạn, nhìn cũng khá là hấp dẫn. Rồi chúng ta chỉ còn làm vài bước đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một món ăn rất là hấp dẫn, rất là thơm nha các bạn. Thơm mùi lạc xưởng. Rồi mình sẽ chan nước tương và có vị hồi nãy vào nè các bạn. Wow. Và chúng ta sẽ trộn lên nè các bạn. Trộn lên. Nhìn ngon lắm nha. Ăn thử một miếng xem. Tuyệt.